OK, Lucas. Xin chào các bạn nhé. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách thực hiện đăng ký Public Sale của dự án Castlabs như mình đã chia sẻ và có cập nhật rất nhiều trên kênh CryptoHolic. Đây là một trong những dự án mà mình đánh giá rất là cao và có tiềm năng phát triển lâu dài về long term có thể hold được. Và hiện tại thì uh, những ai mà chưa có tài khoản CoinList thì có thể đăng ký. Mình sẽ để link đăng ký bên dưới ủng hộ cho CryptoHolic. Và mình có một cái video lần trước tạo ra ấy để hướng dẫn cho anh em cách thực hiện đăng ký và xác minh danh tính ở trên sàn Coilist này Và như chúng ta đã biết thì để có thể tham gia vào một cái dự án public sale trên Coilist này Thì chúng ta cần có um, cái gọi là sao kê, ngân hàng hoặc là những cái hóa đơn điện nước mà có tên của các bạn và có địa chỉ các bạn trên sinh sống Như các bạn đã khai ở trong đăng ký Coilist này Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể hơn nhé những bạn nào mà chưa xem những video đăng ký và xác minh danh tính ở lần trước ấy thì chúng ta có thể xem nhá. Cái video cũ, còn ở video này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách thực hiện tiếp để có thể đăng ký vào một dự án Coilist. Thì uh, mình sẽ cái lựa chọn cái Casper Lab uh, option 2. Đấy. Mình cũng sẽ để link bên dưới cho anh em. Option 2 là gì? Ở đây thì là nó sẽ lock vest và uh, unlock token trong vòng 1 năm. Nghĩa là token của các bạn sẽ bị khóa trong vòng 1 năm nhé, 1 năm và ví dụ như là có thể là tháng đầu tiên nó sẽ unlock là 10% trăm các tháng còn lại cứ unlock 10% phần mười đến khi các bạn nhận đủ 100% trăm token đấy những cái nhà đầu tư mà theo private ấy, thì thường nó sẽ có cái quá trình unlock như vậy à, chúng ta thấy là ở đây khi mà chúng ta đăng ký vào lựa chọn vào cái option 2 rồi thì chúng ta sẽ hiện thấy chưa ở đây là có dòng Casper Sale option 2 đúng chưa? và yêu cầu này tất cả mọi thứ bạn có thể thanh toán bằng BTC, ETH, USDC, USDT nghĩa là bạn có thể nạp BTC, ETH, USDC và USDT thì mình khuyến khích các bạn có thể nạp bằng USDT mua ở đâu, mua ETH và mua BTC, USDT ở đâu thì các bạn có thể lựa chọn sàn Alinex Đấy, có thể sử dụng Việt Nam đồng để mua ok sử dụng Việt Nam đồng để mua uh, ETH Mua USDT ở trên sàn này rất là tiện lợi Như nhiều cái video mình đã chia sẻ về sàn này, sàn này trong những sàn uy tín mà mình sợ sử dụng từ năm 2017 rồi ok, um, Rồi chúng ta sẽ ấn uh, Get Started thôi Bởi vì là tất cả những cái tài khoản của các bạn đã được xác minh danh tính rồi nên là những cái quá trình đăng ký ở đây Nó rất là dễ, đây này Khi các bạn đã đăng ký một cái entity, những cái video trước mình đã chia sẻ Thì các bạn sẽ chịu, lựa chọn tên của các bạn ở đây thôi, rất là đơn giản, tham gia và các bạn sẽ tham gia, ấn tham gia tiếp Chúng ta chờ một, một lát, mạng ở đây nó hơi bị chậm một chút nhé à, Ok, mình sẽ po lại một lát vì hơi lâu rồi sau khi đăng ký tiếp xong thì nó sẽ hiện ra cái confirm resident nghĩa là cái nơi cư trú của các bạn thì ở đây chúng ta chỉ việc chọn kéo xuống chọn việt nam thôi rất là đơn giản Đấy. rồi chúng ta ấn confirm tích confirm rồi ấn tiếp thôi rồi chúng ta lại chờ tiếp đến cái bước sau ấy thì các bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình là cái sao kê ngân hàng hoặc là hóa đơn điện nước nhé, các bạn có thể chụp scan, tùy các bạn miễn sao có tên của các bạn trên đó và địa chỉ cái trên hóa đơn đó hoặc là cái sao kê đó phải là cái địa chỉ mà các bạn đã khai báo ở cái phần video mà mình hướng dẫn đăng ký xác minh danh tính tài khoản Coilist ấy, ok chưa? Um, và để tiện nhất ấy, thì mọi người có thể vào internet banking của tài khoản ngân hàng của các bạn để các bạn sao kê cái bảng sao kê giao dịch của các bạn ngân hàng bạn trong vòng 30 ngày gần nhất được chưa sau đó các bạn trích xuất ở dạng file Excel và chuyển sang PDF CSS ở dạng PDF thôi đây này thì nhá những cái xác minh danh tính về danh tính này rồi ảnh các thứ là mình đã hướng dẫn ở cái video trước là mọi người có thể biết được cách upload tài liệu lên đúng không để xác thực danh tính tuy nhiên là đến cái phần resident này nơi cư trú này thì họ yêu cầu là một cái hóa đơn điện nước hoặc hóa đơn sao kê ngân hàng gì đó mà có tên bạn này rồi có rồi đây là hóa đơn bảo hiểm này đấy thật ra thì cũng không cần quá quan trọng là cái địa chỉ đâu mà ở đây nó quan trọng là cái tên của bạn thôi nghĩa là chứng tỏ là bạn có giao dịch ngân hàng các bạn là người thực chứ không phải là Là danh tính giả được chưa thì uh, các bạn cứ chuẩn bị cái sau khi ngân hàng là, theo mình là tiện nhất thì đây mình sẽ chọn luôn cho vợ mình, ok à không, cái này chứ các bạn nhớ phải để sẵn file pdf các bạn nhé rồi rồi các bạn submit thôi đẩy cái tài liệu lên chúng ta chờ, đẩy đẩy tài liệu lên thôi ok thì sau khi mà upload được cái giấy uh, tờ lên xong ấy, thì nó hiện ra pending ở đây Đấy. và chúng ta sẽ phải chờ bên call list họ check cái, cái danh tính của bạn cái tên và cái hóa đơn cũng như sao kê thì sau khi mà thành công xong ấy, thì nó sẽ có một cái email báo về đây và email của các bạn là đang là tình trạng check cái địa chỉ resident nơi cư trú là pending còn về danh tính và ảnh upload trước thì là đã verify rồi Ok, đấy Thì như mình đã nhắc là các bạn có thể check được cái tình trạng các bạn về sau Ở trong tài, tài khoản list này đấy. đấy Thì mình nhắc lại luôn là chúng ta còn có tận 37 ngày để đăng ký cơ Cho đến cái ngày mở bán này Còn nghĩa là cái quá trình này các bạn có thể xem xét dài, được chưa? Đấy thì các bạn nào chưa đăng ký thì có thể đăng đăng ký và ủng hộ cho link của cryptoholic nhé à, bạn nào chưa biết cách mua bán thì có thể vào trong cryptoholic group để trao đổi để các em mình có thể hỗ trợ nhé ok lucas xin cảm ơn các bạn rất là nhiều